Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ai đang bao che cho đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc, người vừa chi ra 2,5 triệu đô la Mỹ tương đương với khoảng 57 tỷ Việt Nam đồng để mua quốc tịch ship. Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng không nên suy diễn từ đâu mà đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có 2,5 triệu đô la để mua quốc tịch ship, nên tôn trọng lời của ông Quốc là do gia đình bảo lãnh, không nên đưa vấn đề này đi quá xa. Truyền thông vừa đồng loạt đưa tin Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp báo liên quan đến đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch Việt Nam và ship. Thông tin từ buổi họp báo cho biết là ông Quốc đã có đơn xin thôi đại biểu Quốc hội và thôi chức Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận IPC từ hôm 25 tháng 8 năm 2020. Đến nay, ông Quốc vẫn phủ nhận việc bỏ ra 2,5 triệu đô la, khoảng 57 tỷ đô la, 57 tỷ đồng để mua quốc tịch ship, mà vẫn cho là gia đình của ông bảo lãnh vào năm 2018. Về lý do nhập tịch ship, ông Quốc nói rằng tại thời điểm 2018 có những vấn đề chi phối công việc không như mong muốn, còn cụ thể như thế nào thì không thấy báo chí đề cập. Về hình thức xử lý thì báo chí dẫn lời của ông Hà Phước Thắng, chánh văn phòng kiêm người phát ngôn cho biết trong tuần, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ họp xem xét bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Quốc. Còn ban tổ chức thành ủy sẽ làm việc với ông Quốc để xử lý trong tháng 9. Cũng trong tuần, Sở Nội vụ sẽ có ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố để đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc IPC đối với ông Quốc. Mặc dù chưa đưa ra hình thức xử lý cụ thể nào đối với ông Quốc, nhưng trước khi kết thúc buổi họp thì ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng ban tuyên giáo thành ủy, nói ngay: chúng ta nên tôn trọng lời thú thật là do gia đình bảo lãnh chứ không nên suy diễn, có bước đi quá đà tìm hiểu số tiền này từ đâu ra. Tôi nghĩ đến thời điểm này thì chúng ta nên tôn trọng đại biểu Phạm Phú Quốc vì ông có báo cáo chính thức trước công luận tổ chức đảng tại sao có quốc tịch thứ hai. Không phải vì chuyện có hai quốc tịch mà phủ định sạch trơn nỗ lực, cố gắng của ông Quốc trong vai trò là đại biểu Quốc hội và là vị trí công tác mà vẫn phải có đánh giá cao những gì mà đại biểu đã thể hiện. Chúng ta cũng phải tôn trọng việc đại biểu Phạm Phú Quốc tự nhìn nhận việc mình có hai quốc tịch là không đúng quy định. Không nên thấy việc nhỏ mà cho rằng đại biểu Phạm Phú Quốc là một con người không còn gì nữa. Đảng rất phân minh, luôn nhìn nhận đã làm được và làm chưa được. Do đó, đoàn đại biểu Quốc hội cũng trên tinh thần đó, chúng tôi đánh giá là đại biểu Quốc đã rất chịu khó tư duy trong lĩnh vực đại biểu, có lợi thế, luôn tuân thủ quy định của đoàn, nghiên cứu đóng góp dự thảo luật trong lĩnh vực của mình công tác. Như chúng ta đã biết thì việc ông Phạm Phú Quốc có số tiền lớn để mua quốc tịch đại biểu Quốc hội là một câu hỏi khắc khoải của người dân cả nước. Bởi lẽ theo ước tính thì với mức lương hiện nay, ông Quốc sẽ có lẽ mất 90 năm không ăn không tiêu xài cống hiến cho đất nước thì mới đủ tiền để mua quốc tịch. Còn nếu nói là của gia đình ông thì liệu rằng có từ ông mà ra hay không, hay ông ăn bám nhà vợ? Nhân dân nên có quyền cơ bản với đại biểu Quốc hội đang đại diện cho chính mình. Đó là yêu cầu chính của các cơ quan công quyền phải ngay lập tức cho điều tra nguồn gốc số tiền mua quốc tịch của đại biểu Quốc hội để làm rõ có hay không việc rửa tiền, tham nhũng hoặc vấn đề khác. Bởi lẽ ông Quốc chính là dân biểu, là đại diện cho dân. Thành phố có thẩm quyền gì để nói về vấn đề tài sản của đại biểu trước nhân dân? Trong khi thì ông Quốc đã đi quá xa với số tiền khổng lồ không rõ nguồn gốc, thì người ta lại khuyên nhủ nhân dân đừng nên đi quá xa, đừng suy diễn về nguồn gốc của vấn đề. Ông Quốc nói sao thì hãy tin vậy, và bảo sao tham nhũng chẳng những không giảm mà còn thách thức cả chính phủ, như đã từng thừa nhận chính nó không thể chống được tham nhũng. Trước đó của hãng tin Al Jazeera tung ra loạt bài viết cho biết là chương trình hộ chiếu của Cộng hòa ship cho những ai đầu tư ít nhất 2,5
5 triệu đô la sẽ được sở hữu hộ chiếu nước này và đồng nghĩa với việc cá nhân đó trở thành công dân của EU, được đi lại làm việc tự do ở 27 nước thành viên của EU và có thể nhập cảnh vào 174 quốc gia mà không cần visa. Đại biểu Phạm Phú Quốc bị Al Jazeera nêu tên trong danh sách những người nước ngoài đã sở hữu hộ chiếu Cộng hòa Síp. Cần nắm một câu trả lời song phẳng và trách nhiệm trước nhân dân, phát biểu tại biểu buổi họp báo tổ chức vào 1 tháng 9 về vụ việc đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng không nên đặt vấn đề đại biểu có số tiền lớn để mua quốc tịch ở đâu, mà phải cần tin lời của đại biểu là được gia đình bảo lãnh. Trao đổi với RFA tối ngày 2 tháng 9, nhà báo độc lập Ngô Nhật Đăng đưa ra nhận định: tôi cho rằng đó là lời phát biểu rất vô trách nhiệm. Đầu tiên thì ông Phạm Phú Quốc đã vi phạm luật pháp Việt Nam, tức quy định đại biểu quốc hội không có được quốc tịch thứ hai, và lý do là tại sao ông ta lại có hộ chiếu nước ngoài ta hoàn toàn có thể điều tra, trong khi thì ông Khuê lại nói rằng đó là việc riêng tư, không nên đào sâu. Thì tôi cho rằng đấy là lời phát biểu thách thức dư luận, không có trách nhiệm. Theo blogger Nguyễn Ngọc Già, từng giữ chức phó trưởng ban kế hoạch dự án và phó trưởng ban tư liệu đài truyền hình HTV, ông Phạm Phú Quốc đã vi phạm pháp luật rõ ràng tại điều 22 luật tổ chức quốc hội, và một đại biểu quốc hội không được phép có hai quốc tịch, chỉ được có một quốc tịch Việt Nam mà thôi. Do đó, blogger Nguyễn Ngọc Già cho rằng phát biểu của ông Phan Nguyễn Như Khuê thể hiện sự bao che cho đồng chí và vi phạm pháp luật và không hiểu biết pháp luật. Ông nói: thứ nhất là ông Phan Nguyễn Như Khuê không ý thức được tư cách của một đảng viên, trong khi ông ấy là trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tức có nhiệm vụ vai trò quan trọng về mặt tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy mà ông ta đang làm việc sai trái, vi phạm luật pháp, cụ thể là tại điểm 32 của luật tổ chức quốc hội là quyền chất vấn. Lẽ ra thì ông Phan Nguyễn Như Khuê phải chất vấn ông Phạm Phú Quốc với góc độ là chịu trách nhiệm trước cử tri. Đằng này, ông lại không làm điều đáng phải làm, mà lại vi phạm điều 8 trong 19 điều đảng viên không được làm là bao che cho kẻ vi phạm pháp luật là ông Phạm Phú Quốc. Vì vậy, theo blogger Nguyễn Ngọc Già, rõ ràng là trong sự việc lần này thì không chỉ riêng ông Phạm Phú Quốc mà ông Phan Nguyễn Như Khuê đều vi phạm pháp luật. Từng giữ chức nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trong nhiều năm, luật sư Trần Quốc Thuận nhận định rằng ông Phan Nguyễn Như Khuê với chức vụ đại biểu quốc hội, thường vụ thành ủy, trưởng ban khoa giáo, người phát ngôn chính thức của thành ủy đã sai khi ngăn cản sự công khai minh bạch về tài sản của cán bộ, vì trách nhiệm của cán bộ là phải trả lời những câu hỏi này. Bên cạnh đó thì phát biểu của ông Khuê theo lời của luật sư Thuận còn vi phạm chính sách của chính phủ Hà Nội. Phát ngôn với tư cách là cá nhân, xét về chủ trương chính sách của hoàn toàn là sai, vì kỳ đại hội 13 lần này giới thiệu những người ra ứng cử để tham gia cương vị lãnh đạo thì Bộ Chính trị, Tổng Bí thư cũng như những người có tài sản bất minh, nhiều nhà, nhiều đất, tài sản không rõ ràng thì không giới thiệu. Ông này ở nhiều cương vị mà riêng chuyện nước ngoài người ta đưa tin rồi trong nước mới nói theo kiểu là ngăn chặn đầu này, đầu kia, rõ ràng là vừa không được lòng dân và không đúng với chủ trương ở trên. Vẫn trong cuộc họp báo ngày 1 tháng 9 trả lời câu hỏi về việc ông Phạm Phú Quốc lấy tiền đâu để mua quốc tịch và vì sao ông Quốc từng bị kỷ luật nhưng vẫn được bổ nhiệm làm tổng giám đốc công ty IPC, ông Phan Nguyễn Như Khuê đã đề nghị báo chí không nên đào sâu vào vấn đề này. Theo đó thì trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định bây giờ cứ xoay quanh việc truy tìm sao cho bằng được tiền của đại biểu ở đâu ra, có tài sản hay tiền gửi euro để mua quốc tịch là không nên. Chỉ riêng việc không báo cáo kịp thời cho tổ chức đã không đúng quy định rồi. Với kinh nghiệm cầm bút lâu năm, nhà báo độc lập Ngô Nhật Đăng giải thích vì sao ông Phan Nguyễn Như Khuê lại có phát biểu như trên. Theo tôi nghĩ thì chuyện dư luận xưa nay đã xì xào về chuyện cán bộ cao cấp có hộ chiếu, có tài sản nước ngoài
nhưng cũng chỉ là sự đồn đoán, dư luận chưa có gì là chính thức. Tôi cho rằng ông Như Khuê nói báo chí không đào sâu thì tôi nghĩ vấn đề là Phạm Phú Quốc là quá công khai. Ông ta cũng thừa nhận chuyện đó, và nếu như xử lý Phạm Phú Quốc sẽ gây một tiền lệ chắc chắn, nhiều người nữa cũng sẽ như ông Quốc phải minh bạch trước Quốc hội, gây ra cú sốc trong xã hội. Còn theo luật sư Trần Quốc Thuận thì với cương vị người quản lý, cán bộ nhưng phát biểu nêu trên rõ ràng là quá sơ hở, luật sư Thuận cho rằng ông Phan Nguyễn Như Khuê nên xem lại chức năng quản lý cán bộ cho đảm bảo với cương vị thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Điều quan trọng là công tác quản lý cán bộ quá sơ hở, làm sao mà chống tham nhũng được? Chống tham nhũng thì phải truy tới nơi tới chốn, như chống virus Vũ Hán. Ở Việt Nam, chống tốt là vì truy tìm được nguồn gốc F1, F2 rồi truy liên quan. Những người có tài sản bất minh ra ứng cử đại biểu Quốc hội, làm lãnh đạo thì truy gốc tài sản ở đâu, làm ăn thế nào mà có tiền bạc mua chức, mua quyền, mua quốc tịch. Làm không tốt thì làm sao đất nước có được người lãnh đạo tốt, dân ủng hộ bộ máy này. Không thì ai ủng hộ những người làm ăn mập mờ, bao che nhau thì ai tin bộ máy này. Trước yêu cầu của trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với báo giới trong nước, blogger Nguyễn Ngọc Già cho rằng ông Khuê đang bịt miệng báo chí để bao che cho ông Quốc. Với blogger Nguyễn Ngọc Già, đây là hành động không thể tha thứ. Ông đưa ra đề nghị: tôi yêu cầu Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Công an phải khởi tố vụ án đối với cả ông Phạm Phú Quốc và ông Phan Nguyễn Như Khuê. Đối với ông Phạm Phú Quốc phải làm rõ số tiền 2,5 triệu đô la từ đâu ông ta có. Đó là bổn phận trách nhiệm của một đảng viên trước cử tri, trước dân tộc Việt Nam. Vào ngày 23 tháng 8, hãng tin Al Jazeera có loạt bài về chương trình hộ chiếu Cộng hòa SIP mà ông Phạm Phú Quốc được nêu tên trong danh sách những người nước ngoài đã sở hữu hộ chiếu Cộng hòa SIP. Sau thông tin ngày 25 tháng 8, ông Phạm Phú Quốc thừa nhận có quốc tịch SIP từ giữa năm 2018, nhưng do gia đình bảo lãnh chứ không phải ông mua quốc tịch như thông tin từ hãng tin Al Jazeera. Được biết thì mỗi tấm hộ chiếu như vậy được bán với giá 2,5 triệu đô la và theo chương trình đầu tư nước ngoài vào SIP. Broker Nguyễn Ngọc Già nhận định thì trường hợp mua quốc tịch nước ngoài của ông Phạm Phú Quốc không phải lần đầu tiên xảy ra ở Việt Nam. Ông tiếp lời: trước đó thì bà Nguyệt Hường, bà Đặng Hoàng Yến cũng là đại biểu Quốc hội. Nếu vụ ông Phạm Phú Quốc mà Bộ Chính trị và Chính phủ Việt Nam không xử lý triệt để thì sẽ tạo ra một tiền lệ rất xấu cho các quan chức Cộng sản. Họ tiếp tục hành vi vi phạm pháp luật, phản bội Tổ quốc và coi như đó chẳng có lý do gì mà lo lắng là sẽ bị trừng phạt. Không biết là gần 500 đại biểu ở trong Ba Đình thì không biết là trong số 500 người này, đại biểu Quốc hội này thì những ai đã từng cầm hộ chiếu ở nước ngoài. Và như vậy thì so với những số lượng mới phát hiện thì cực kỳ nhỏ. Ngoài ra thì chức vụ tổng giám đốc của công ty phát triển Tân Thuận của ông Phạm Phú Quốc cũng bị thành phố đình chỉ. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã kết thúc. Cuộc đua giành chức Tổng thống chính thức bắt đầu và rõ ràng là hai bên có hai cách ứng xử, tranh cử và đối nghịch nhau. Một bên coi ông Trump là độc tài gia đình trị, không biết điều hành để nước Mỹ chìm trong thời kỳ đen tối và chỉ có ông Biden mới có thể cứu nguy cho dân tộc. Phía bên kia thì cho rằng Biden 47 năm làm tan hoang nước Mỹ, nay lại theo chủ nghĩa xã hội, nên cần có ông Trump mới có thể làm cho nước Mỹ hùng cường trở lại. Một nước Mỹ phân đôi như thế, kẻ bênh người chống, chẳng ai nghe ai, chẳng ai. Phải chăng là nền dân chủ của Mỹ đang lâm vào khủng hoảng và nước Mỹ không còn là tấm gương cho thế giới tự do? Đại hội Đảng Dân Chủ nổi bật nhất là có ba cựu tổng thống Mỹ: Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama và hai cựu đệ nhất phu nhân là Hillary Clinton và Michelle Obama đã đăng đàn phát biểu. Các cựu tổng thống vì đã trải qua những khó khăn trong việc điều hành nước Mỹ dân chủ đa nguyên và đa sắc tộc nên thường rất cẩn thận, những lời ăn tiếng nói khác hẳn với lần này.
Nổi bật chính là các bà như Kamala Harris, Nancy Pelosi và Hillary Clinton và Michelle Obama với những lời đanh thép công kích ông Tổng thống Donald Trump. Nhìn chung thì 4 ngày đại hội rất ít ỏi nói về chính sách của Đảng Dân Chủ mà chỉ tập trung vào việc ca ngợi ông Biden và đả kích ông Trump. Đảng Dân Chủ bày quân theo kiểu cờ tướng, quân tướng tới lui trong khung thành chật hẹp nhưng được sĩ tượng xe pháo mã chốt tận tình bảo vệ. Bởi thế mà ngay sau khi đại hội, bà là Kamala Harris, Nancy Pelosi và Hillary Clinton đã cho báo chí biết chính sách 4-0 cho ông Biden là không trả lời phỏng vấn, thứ hai là không rời hầm trú ẩn, thứ ba là không tranh luận với ông Trump và thứ tư là không chấp nhận thua cuộc. Các cuộc thăm dò cử tri trước đây cho thấy là ông Biden đã thắng cuộc nên chính sách 4-0 sẽ dựa trên thế cờ bất chiến tự nhiên thành. Nhưng gió đã đổi chiều khi ông Biden đã bắt đầu chiến dịch tranh cử. Nhiều người mong đợi 3 cuộc đấu võ mồm sắp tới của ông và ông Trump. Ông Trump đột nhiên xuất hiện ở Đại hội Đảng Cộng Hòa khi mà các đại biểu reo hò 4 năm nữa, 4 năm nữa. Ông nói ngay các bạn nên nói là 12 năm nữa, 12 năm nữa để bọn họ tức điên lên, chọc tức đối phương là sở trường của Donald Trump. 4 ngày Đại hội Đảng Cộng Hòa gồm có 4 tập với 4 chủ đề rõ ràng. Ông Trump có bài phát biểu cả 4 ngày. Ngày đầu tiên là vùng đất hứa, rồi vùng đất cơ hội, vùng đất những anh hùng và đến cuối cùng là vùng đất vĩ đại. Ngày đầu tiên thì thượng sĩ Tim Scott, một người Mỹ gốc nô lệ da đen, cho biết là người Mỹ da đen có bầu cho Đảng Cộng Hòa thì vẫn là người da đen. Đừng nghe những gì Biden nói và hãy nhìn kỹ những gì Biden đã làm cho cộng đồng người Mỹ da đen suốt 47 năm qua. Nữ tướng của ông Trump cũng dữ dằn không kém, đặc biệt là Kimberly Guilfoyle đã công kích tài lãnh đạo của ông chồng cũ, thống đốc tiểu bang California Gavin Newsom, và Đảng Dân Chủ đã biến California này từ một nơi đáng sống thành một nơi chán sống, dung túng cho tội phạm. Đương nhiên thì ông Newsom từ chối trả lời phỏng vấn của báo chí. Bộ phim tuyệt vời hay toàn hào quang giả tạo tùy người xem nhưng đa dạng, sống động và có nhiều người tham dự. Nội dung bộ phim nói rõ là ông Trump là người của quần chúng bình dân, nói là làm, mang lại công ăn việc làm, an ninh cho nước Mỹ và hòa bình tự do cho toàn thế giới. Ông Trump y như một ông vua trong ván cờ Tây, bên cạnh có hoàng hậu, xe mã tượng và chốt để xông pha khắp nơi trên bàn cờ, thậm chí là sang cả thành của địch. Cờ Tây không có quân pháo nhưng tài pháo thì ông Trump tuyệt vời. Ngay trong đại hội Đảng Dân Chủ thì ông tới tấp pháo đối thủ, báo chí lại bị ông thu hút mới chịu chết. Trên một ván cờ mà một phía chơi theo luật Đông và một phía chơi theo luật Tây nên quân đội đã phải chính thức tuyên bố không muốn làm trọng tài phân sự. Gia đình của ông Trump, kể cả của bà Kimberly Guilfoyle, bạn gái và của con trai trưởng của ông Trump, đều xuất hiện trong bộ phim nên có người cho rằng đó là độc tài gia đình trị. Nhưng phía ủng hộ lại cho rằng ông thành công trong việc tề gia và gia đình ông hiểu, ủng hộ và đang cùng ông tranh cử. Đại hội lần này thì ông Trump không bị đánh từ trong Đảng Cộng Hòa đánh ra như lần đại hội 2016. Nghĩa là ông đã trị được Đảng Cộng Hòa, nhưng dư luận lại cho rằng Đảng Cộng Hòa nay đã thành Đảng Trump, sẽ bàn ở phần sau. Vừa xong đại hội thì ông Trump đã bay từ tiểu bang này sang tiểu bang khác để vận động xin cho ông thắng cử để 4 năm tới tiếp tục mệnh trời. Các cuộc thăm dò cử tri sau đại hội cho thấy là gió đang đổi chiều, ông Trump có cơ hội đắc cử nhiệm kỳ 2, cuộc tranh cử mỗi lúc một nóng hơn. Nhiều chuyện trước nay chưa từng xảy ra, như ông Ngoại trưởng Mike Pompeo từ thành phố Jerusalem có bài phát biểu lễ tuyên thệ quốc tịch được Tổng thống Trump tổ chức trong Tòa Bạch Ốc và đại hội tổ chức tại Tòa Bạch Ốc. Lời qua tiếng lại, nhưng các việc trên có vi phạm vào luật pháp nước Mỹ hay chỉ là những
lệ bất thành văn do những người đi trước đặt ra. Đêm thứ Năm ngày 27 tháng 8 năm 2020, những người tham dự buổi đề cử ông Trung khi ra về đã phải nhờ đến cảnh sát bảo vệ vì bị những người biểu tình bên ngoài tòa Bạch Ốc tấn công. Nhưng so với Đại hội Đảng Dân Chủ tổ chức tại Chicago ngày 26 tháng 8, với hàng nghìn người biểu tình chống chiến tranh Việt Nam và tràn vào hội trường phản đối ứng cử viên Tổng thống Herbert Humphrey thì cuộc biểu tình tại tòa Bạch Ốc chẳng có gì là lạ. Ngày 28 tháng 8 năm 2020, hàng ngàn người xuống đường tuần hành tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đánh dấu 57 ngày mục sư Martin Luther King đọc bài diễn văn "Tôi có một giấc mơ" mở đầu cho phong trào dân quyền. Đã 57 năm trôi qua với bao nhiêu đời Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ và với 47 năm hoạt động chính trị của ông Biden, đã làm gì để cho giấc mơ đó trở thành hiện thực? Nhiều cuộc biểu tình tại các tiểu bang thành trì của Dân Chủ đã biến thành bạo loạn, đốt nhà, cướp của, giết người, gây rối trị an, phá hoại di tích lịch sử, đòi xóa bỏ văn hóa, đốt cờ. Đến bây giờ thì ông Biden mới nhìn nhận bạo loạn không phải là biểu tình, nhưng lại đổ cho ông Trung làm tình trạng tồi tệ hơn. Luật pháp và trật tự đã trở thành đề tài được cử tri quan tâm vào bậc nhất. Riêng người Mỹ da đen đã lên đến 81% muốn chính phủ giữ nguyên hay gia tăng lực lượng cảnh sát giữ gìn an ninh công cộng. Ngay sau Đại hội Đảng Cộng Hòa ngày 28 tháng 8 năm 2020, ông Trung nhận được một bức thư từ 6 thị trưởng Đảng Dân Chủ vùng Iron Range, tiểu bang Minnesota. Họ cho biết là vùng này là thành trì của Đảng Dân Chủ trong nhiều thập kỷ, nhưng tầng lớp lao động đã bị cả hai đảng bỏ rơi. Hầm mỏ và nhà máy bị đóng cửa, công nhân mất việc. Nhiều người đã phải tha hương cầu thực, và nhưng nhờ có chính sách của Tổng thống Donald Trump nên khu vực đã bắt đầu phục hồi. Đại diện của cư dân vùng Iron Range và các thị trưởng chứng thực Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence được tiếp tục ở lại tòa Bạch Ốc thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa. Và ông Trump đã thắng cử và có thể sẽ tiếp tục thắng cử là nhờ vào tầng lớp lao động bình dân ủng hộ và bầu cho ông. Các khuynh hướng và các tầng lớp của Đảng Cộng Hòa đại diện này đã khác hẳn nên mới có người gọi là Đảng Trung, và bởi thế mà có nhiều xáo trộn, thậm chí là đảo ngược trong cả hai cuộc bầu cử Tổng thống 2016 và 2020. Báo chí truyền thông cánh tả đúng nghĩa phải có khuynh hướng xã hội đưa các thông tin phục vụ tầng lớp lao động, còn truyền thông cánh hữu thì theo khuynh hướng tự do. Báo chí Mỹ ngày nay đã tả hữu lung tung, và nhưng có thể thấy được là phân thành cánh theo Đảng Dân Chủ và theo cánh của Đảng Cộng Hòa. Thông tin chủ yếu phục vụ độc giả thiên về một đảng, nên thật khó có thể nhận rõ được những gì đang xảy ra trên đất Mỹ. Có hai nước Mỹ, một của Cộng Hòa và một của Dân Chủ. Cả hai bên đều muốn thống nhất, nước Mỹ là một. Do đó trên các diễn đàn thường xảy ra chuyện ông nói gà, bà bảo vịt, một bên vỗ tay, bên kia thì xỉ. Trong Đại hội Đảng Cộng Hòa, luật sư nhân quyền mù người Trung Hoa đang sống lưu vong ở Mỹ, Trần Quang Thành phát biểu như sau: Hoa Kỳ cần phải sử dụng các giá trị tự do, dân chủ và pháp quyền, đồng thời phải tập hợp các nền dân chủ trên thế giới cùng chung tay ngăn chặn sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều diễn giả đã công khai chỉ trích nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh, xem Đảng Cộng sản Trung Hoa như một mối đe dọa cho nội tình nước Mỹ và cho cả thế giới tự do. Ngược lại thì Đảng Dân Chủ vẫn chỉ xem Bắc Kinh là vấn đề bang giao và thương mại quốc tế. Bởi vậy, trên các diễn đàn tiếng Việt mới xuất hiện bên chống, bên theo Tổng thống Donald Trump một cách tích cực chưa từng thấy. Và hệ thống chính trị của Mỹ rất vững chắc, có Thượng viện, Hạ viện để kiểm soát Tổng thống. Dầu ai thắng cử thì quyền của họ do người dân quyết định bầu cho ai ở Hạ viện hay Thượng viện, và cứ mỗi 2 năm thì cử tri Mỹ lại bầu cho hai viện một lần, cho phép tăng hay giảm quyền lực của Tổng thống. Tranh cử là chuyện thường xảy ra ở nước Mỹ, nhưng khi người dân quan tâm đến chính trị, họ không để cho các chính trị gia và các nhóm lợi ích thao túng quyền lực, họ tham gia bầu cử thực hiện quyền tự do chính trị.
cử tri thầm lặng Mỹ rất muốn sử dụng lá phiếu của mình để bầu chọn cho một vị tổng thống và hai viện quốc hội. Bởi thế chưa bao giờ nước Mỹ có dân chủ hơn kỳ bầu cử lần này. Tổng thống Donald Trump đã tạo ra một thế giới yêu ghét trung dung, nhưng hầu hết thì đều quan tâm đến chính trị Mỹ, quan tâm đến vai trò của nước Mỹ, quan tâm đến sự thất bại của toàn cầu hóa, của nỗi đe dọa do nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh gây ra. Và cuộc bầu cử Mỹ lần này là cuộc bầu cử quyết định hướng đi cho toàn thế giới. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.